Sáng ngày 6 tháng 10, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến tổ chức khai mạc lễ hội Đền Trần nhân kỷ niệm 720 năm ngày mất của quốc công Tiết Chế, anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn 1300-2020. Dự lễ tưởng niệm có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đền Trần là một di tích đặc biệt tiêu biểu nằm trong quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, tọa lạc trên đường Bãi Sậy, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Thờ người anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, vị tướng trụ cột của vương triều Trần. Đền Trần được khởi dựng vào nửa đầu thế kỷ 14, sau khi Hưng Đạo Đại Vương mất, dấu ấn kiến trúc đền Trần hiện nay mang đậm phong cách kiến trúc cuối thời Nguyễn thế kỷ 19. Hiện nay đền Trần còn bảo lưu được nhiều hiện vật rất có giá trị về lịch sử, văn hóa và mỹ thuật, đó là hệ thống cửa võng, câu đối, ngai thờ, bia đá và đặc biệt là 15 đạo sắc phong thời Nguyễn. Đây là những di sản văn hóa vô giá, là nguồn sử liệu quý báu đối với các nhà nghiên cứu khi tìm hiểu về lịch sử địa danh của phố Hiến xưa. Hàng năm vào ngày 8 tháng 3 và 20 tháng 8 âm lịch, đền Trần thường tổ chức lễ hội nhằm kỷ niệm ngày chiến thắng Bạch Đằng lịch sử và ngày hóa của Đức Thánh Trần. Đây cũng là dịp diễn ra các lễ hội văn hóa dân gian vùng phố Hiến với nhiều hoạt động văn hóa tạo thành sự kiện mang đậm sắc thái tín ngưỡng của cộng đồng cư dân nơi đây.